Và đây là những cái tên trong đội hình chính của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu giao hữu ngày hôm nay. Thủ môn Đặng Văn Lâm mang áo số 18, Bùi Tiến Dũng mang số 3, Đỗ Duy Mạnh mang số 5. Còn đây là đội hình của Philippines, rất nhiều những gương mặt mới. Chấn giữ khung thành là thủ môn Hansen, hậu vệ phải là sự hiện diện của Lungbo. Trận đấu đã bắt đầu và trong hiệp đấu đầu tiên này thì đội tuyển Philippines trong trang phục toàn trắng sẽ ở phần sân bên phía tay phải, màn nhỏ của quý vị và các bạn. Bên tay trái sẽ là đội tuyển Việt Nam. Chơi cao nhất trang tấn công của Việt Nam là Văn Toàn và Tuấn Hải. Văn Toàn cũng đã có được bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam sau một quãng thời gian anh không thể ghi bàn. Đó chính là bàn thắng ở giải đấu giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022. Bàn thắng trong trận chung kết với Ấn Độ. Đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Tuấn Hải đang là tiền đạo có được phong độ tốt nhất của đội tuyển Việt Nam trong quãng thời gian gần đây. Tuấn Hải đã có cú đúp vào lưới của Afghanistan, có bàn thắng ấn định tỷ số trong cuộc đối đầu với Dortmund và giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Đó là trận đấu giao hữu gần nhất của đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo, người đã có những sự chia sẻ, đã có những tâm tư, đã có những tâm sự trong những cuộc họp báo trước khi trận đấu này diễn ra về lối chơi, về phong cách và về thành tích của đội tuyển Việt Nam. Đây là huấn luyện viên Joseph Pere, thuyền trưởng mới của Philippines. Và đây là một giải đấu mà Philippines cũng đặt ra mục tiêu không quá cao trong hành trình chinh phục AFF Cup. Với họ là sự thử nghiệm, với họ là những gương mặt mới. Và ngày hôm nay họ cũng có rất nhiều những cầu thủ có trận đấu đầu tiên trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Đỗ Duy Mạnh. Philippines đang nhập cuộc một cách đầy tự tin. Đây là Thành Trung, người đang có những sự tiến bộ vượt bậc ở mùa giải vừa qua. Và bây giờ Thành Trung sẽ là một trong những sự lựa chọn sáng giá nhất ở 1/3 vị trí trung vệ của tuyển Việt Nam. Tuấn Anh đã không thể cắt được bóng trong pha bóng vừa rồi thì ngay tức đã có Thành Trung can thiệp. Bùi Hoàng Việt Anh thử nghiệm ở vai trò hậu vệ biên phải thay cho Hồ Tấn Tài. Hồ Tấn Tài sẽ chỉ góp mặt trên băng ghế dự bị. Ngày hôm nay thì chấn giữ khung thành của đội tuyển Việt Nam là Đặng Văn Lâm, người đã chơi rất hay trong quãng thời gian gần đây, đặc biệt là trong màu áo của Scotland Bình Định ở giai đoạn sau này của đội giải. Lúc này thì Đặng Văn Lâm đã có được trận đấu 28 cho đội tuyển quốc gia. Anh còn kém hơn so với người đồng đội Trần Nhân Mạnh 5 trận. Thành Trung. Đây là trận đấu thứ 16 của Thành Trung cho đội tuyển quốc gia. Đỗ Duy Mạnh, bộ ba trung vệ là những cựu binh, những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Bùi Tiến Dũng lệch trái, Đỗ Duy Mạnh chơi lệch phải và ở giữa sẽ là Thành Trung. Thành Trung đang thi đấu ở vị trí của Quế Ngọc Hải. Vừa rồi là tình huống xử lý chưa thành công của Văn Quyết. Ngày hôm nay có một điều kỳ lạ nữa, đó là tất cả các cầu thủ Việt Nam đều ra sân với một số áo rất khác biệt. Đây có lẽ cũng là một mẹo nhỏ của viên Park Hang-seo để các đối thủ khó khăn hơn trong việc phân tích và nhận diện những gương mặt chính thức của đội tuyển Việt Nam. Tuấn Anh ngày hôm nay ra sân với số áo 13. Văn Quyết chạm đầu rất hay, vẫn là Văn Quyết. Đội tuyển Việt Nam đang hơi mỏng mà sẽ tấn công. Nguyễn Văn Toàn, Tuấn Anh rất nhịp nhàng. Bùi Hoàng Việt Anh, cú đá đầu tiên của trận đấu ngày phút thứ tư, đó làm tình huống xoay sở và dứt điểm rất nhanh của Bùi Hoàng Việt Anh. Cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Hà Nội, người sinh năm 1999, đang có được những sự tiến bộ về mặt chuyên môn cũng như là cải thiện được khá nhiều về sự đa dạng trong cách chơi. Bùi Hoàng Việt Anh đã khẳng định được vai trò của mình trong vị trí trung vệ và thời gian gần đây thường xuyên được huấn luyện viên Pang Sò thử nghiệm ở vị trí hậu vệ bên phải trong sơ đồ 3-5-2 của ông. Hôm nay thì cánh trái của đội tuyển Việt Nam cũng là sự hiện diện của Nguyễn Phong Hồng Duy, người trong quãng thời gian gần đây đang có rất nhiều thông tin và sẽ khoác áo Nam Định ở mùa giải League 2023. Tuấn Anh. Tuấn Anh vẫn đang chơi ở vị trí quen thuộc, tiền vệ thấp nhất trong sơ đồ ba tiền vệ trung tâm của người Park Hang-seo.
thì đang chơi thấp. Văn Quyết và Đỗ Hồng Dũng sẽ là những người nhô ca để cùng với Hồng Duy bên phía cánh trái, Việt Anh bên phía cánh phải hỗ trợ cho bộ đôi Tuấn Hải và Văn Toàn. Đối trung vệ của Philippines lúc này là Menzi mà số 23 và Aquinaldo mà số 12. Và sự hết sức bình tĩnh, gọn gàng và đẹp mắt của Thành Trung. Đôi duy mặt Tuấn Anh, Vũ Hoàng Việt Anh chuyển không tốt, quá mạnh, thiếu chính xác. Lúc này thì Đỗ Hồng Dũng đang chơi tấn công lệch phải, Văn Quyết chơi lệch trái. Benji Lumbo hôm nay đang thi đấu cho United City. Lúc này thì trong danh sách đăng ký thi đấu chính thức của Philippines thì hầu hết là những cầu thủ đến từ United City, từ câu bộ Kaya và đặc biệt là đến từ Ascan Development. Đó là một câu bộ gồm rất nhiều những cầu thủ trẻ có tài năng của bóng đá Philippines. Lý Hoàng Việt Anh, Đỗ Duy Mạnh, Nam đang cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn ở sân nhà và từ phía sau. Và sự ấn tượng của Lý Hoàng Việt Anh, Đỗ Hồng Dũng, Phong Hồng Duy và tài người khôn ngoan của Tuấn Hải, và sẽ có một quả phạt trực tiếp ở một vị trí cực kỳ thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam. Vua phá lưới nội của V-League 2022 và lúc này đang thể hiện một vai trò cực kỳ rõ ràng trong bộ áo của đội tuyển quốc gia. Nhiều khả năng Tuấn Hải sẽ là át chủ bài của Liên Park Hang Seo ở AFF năm nay, khi mà anh đã phải vắng mặt ở mùa giải AFF năm trước. Đây sẽ là một điểm đá phạt cực kỳ thuận lợi cho cái chân phải của Văn Quyết. Lúc này thì người đang đứng trước bóng là Văn Quyết và Hồng Duy. Hồng Duy cũng có thể thực hiện những cú đá khéo léo bằng chân trái, nhưng đây là một góc đá thuận lợi hơn cho cú cứu lòng của Văn Quyết. Văn Quyết đã từng nhiều lần ghi bàn ở cự ly này với những cú đá kỹ thuật, bóng lượn qua hàng rào và cắm vào góc xa. Văn Quyết rất đẹp mắt, nhưng rất tiếc là bóng lại đi vào đúng vị trí của thủ thành Hansen. Trong đội hình thi đấu của các cầu thủ Philippines thì lúc này thủ thành Hansen là cái tên duy nhất đang thi đấu ở nước ngoài, đang thi đấu cho câu bộ Kuala Lumpur ở giải Malaysia. Lúc này thì đội tuyển Việt Nam đang là đội bóng tạm thời chiếm ưu thế một chút với hai tình huống dứt điểm cũng thành của Philippines, một cú đá trúng đích của Văn Quyết và một dứt điểm ra ngoài của Bùi Hoàng Việt Anh. Bùi Tiến Dũng đang thủ công rất dài, những cú đá bóng bổng vừa rồi rất khó để có thể có hiệu quả trước hàng phòng ngự có thể tốt của Philippines. Tiến Dũng, Tuấn Anh, không chơi bóng chưa thực sự hợp lý của Tuấn Anh và ngay tức đội tuyển Việt Nam bị mất bóng ở đúng cầu thủ áo trắng bên phía Philippines. Và xử lý rất tự tin của Lumbo, Aguinaldo, Hansen. Việt Nam pressing tầm cao. Văn Toàn, Bùi Hoàng Việt Anh. Rất tiếc là tình huống chạm bóng cuối cùng của Bùi Hoàng Việt Anh thì lại là một pha tiếp bóng thiếu cảm giác. Nếu như trong pha bóng vừa rồi Bùi Hoàng Việt Anh có được một tình huống khống chế bước một mềm hơn, chuẩn hơn, nó sẽ mở ra một cơ hội tấn công rất lớn dành cho đội tuyển Việt Nam. Và bây giờ thì Văn Toàn đang pressing một cách mạnh mẽ. Lỗi
khá thô của Hồng Duy. Trong một pha bóng không có gì quá nguy hiểm thì Hồng Duy đã có một động tác thừa. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đối phương cũng không có nhiều cơ hội để có thể kiểm soát được xe bóng, nhưng Hồng Duy lại phản ứng rất đáng tiếc với Maliza. Tỷ số bóng đang là 53% nghiêng về phía đội chủ nhà. Tuấn Hải, đó là Tuấn Hải vào Aguinaldo. Các cầu thủ Việt Nam đang rất tích cực đẩy cao đội hình và pressing ngay ở một phần pha sân của Philippines. Và lối chơi này cho thấy được những hiệu quả nhất định khi mà Philippines không thể kiểm soát bóng và phát động tấn công một cách tốt nhất từ phần sân nhà. Điều này giúp cho đội bóng áo đỏ giành lại quyền kiểm soát bóng một cách tương đối dễ. Đường truyền phát động tấn công hay của Thành Trung và pha xử lý tốt của Văn Toàn. Đỗ Hồng Dũng rất nhịp nhàng. Có lẽ là tốc độ phối hợp của các cầu thủ Việt Nam cần phải được đẩy lên nhanh hơn và có nhịp điệu tốt hơn. Nếu như chỉ là những đường truyền qua truyền lại như thế này thì Philippines sẽ rất dễ dàng trong việc tổ chức phòng ngự của Hoàng Việt Anh. Tuấn Anh, đó là một pha bóng mà Văn Quyết đã ra tín hiệu xin bóng nhưng Tuấn Anh đã không quan sát thấy. Đường truyền sau đó của Hồng Duy thì quá khó. Trong pha bóng vừa rồi, Tuấn Anh cần phải có sự chuẩn bị tốt hơn để khi nhận bóng từ Bùi Hoàng Việt Anh có tầm nhìn, có sự quan sát và thực hiện những tình huống chuyển hướng một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn và chính xác hơn. Văn Quyết đã sẵn sàng cho việc chiếm khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự đối phương. Người vừa xuất hiện trong này là Daniel Cancelo của đội số 9 của Philippines, người có thể hình tốt và đang chơi cao nhất trong tấn công. Tuấn Hải và Văn Quyết chỉ hợp lý và bình tĩnh của Đỗ Hồng Dũng. Văn Quyết đang chiếm khoảng trống rất nhịp nhàng. Thành Trung, Duy Mạnh, trung vệ đã tràn sang phần sân của đối phương. Những cú chơi bóng hay của Văn Toàn. Các trung vệ của tuyển Việt Nam đang có được những tình huống phát động tấn công từ khu vực giữa sân khá tốt. Những đường chuyền trực diện, những đường chuyền mà chúng ta hay gọi là đối với chiến thuật của những đường chuyền xuyên tuyến, đứng thẳng vị trí trực diện của các đường tấn công. Thành Trung có một đường chuyền và vừa rồi Đỗ Duy Mạnh cũng đã có một đường chuyền trực diện khá tốt. Hồng Duy, Tuấn Hải, Tuấn Hải và Aguinaldo. Quá khó cho Tuấn Hải khi mà trong pha bóng vừa rồi Aguinaldo đã đọc được tình huống trước và đã di chuyển ngăn cản cú băng lên của Tuấn Hải. Thể hình của Aguinaldo là vượt trội so với tiền đạo số 21 của đội tuyển Việt Nam. Sau hành trình ấn tượng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup, Tuấn Anh hơi chậm, có những tác động đến từ cầu thủ phòng ngự bên phía đội bóng trắng nhưng không có tiếng còi nào vang lên cả. Đội tuyển Việt Nam đang có được những tình huống lên bóng bên phía cánh phải và bên phía nách phải khá ấn tượng. Stefan Struck, 36 tuổi nhưng vẫn đang là đội trưởng, vẫn đang là thủ lĩnh của đội tuyển Philippines. Lúc này thì tiền vệ trung tâm Amita Adnan đang là người chơi thấp để kết hợp cùng với Mark Hartman tạo nên bộ đôi tiền vệ trung tâm của bóng áo trắng. Nhưng hai cầu thủ này đang có phần lép vế so với bộ ba. Tuấn Anh, Hùng Dũng, Văn Quyết. Trung tâm đang hoán đổi vị trí rất nhanh. Vừa rồi là phản ứng của Đỗ Hùng Dũng. Hansen rất tự tin. Philippines cũng đang mạnh dạn chơi bóng cho dù họ gặp rất nhiều áp lực đến từ các cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam. Vừa rồi là một tình huống thoát pressing và triển khai tấn công tốt của đội bóng áo trắng. Rất tiếc là đường chuyền cuối cùng của họ cũng là không thể thổi penalty trong pha bóng vừa rồi.
pha bóng mà tình huống va chạm giữa cầu thủ phòng ngự của Philippines và Tuấn Anh không thực sự rõ ràng. Sau khi kết thúc vòng loại thứ 3 của World Cup Qatar 2022 thì đến lúc này đội tuyển Việt Nam đã có 4 trận đấu giao hữu và đội bóng áo đỏ đang có được một thành tích toàn thắng. Và chiến thắng trước Afghanistan với tỷ số 2-0 về những bàn thắng của Tuấn Hải, Kuruk sẽ được ấn tượng của Tuấn Hải. Sau đó là những trận đấu thuộc khuôn khổ giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022. Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước Singapore với tỷ số 4-0 nhờ những bàn thắng của Văn Quốc Thanh Nhân, Văn Khang và Hồ Tấn Tài. Sau đó thì đội tuyển Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng trước Ấn Độ với tỷ số 3-0 để lên ngôi vô địch ở giải đấu đó. Trong trận đấu với Ấn Độ, những người đã ghi bàn là Văn Đức, Văn Toàn và Văn Quyết. Trận đấu giao hữu gần nhất của đội Việt Nam đó là trận đấu với Borussia Dortmund. Đấu mà đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-1 nhờ những bàn thắng của Tiến Linh và Tuấn Hải. Văn Quyết. Đội dù bạn. Sau trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam sẽ giữ danh sách và ngày 17 sẽ di chuyển sang Lào. Trong danh sách đăng ký của đội tuyển quốc gia Việt Nam ngày hôm nay không có cái tên của Đức, Văn Quảng, Văn Hạnh, Thanh Nhân, Bình Duy, Thanh Nhân và Bình Duy đương nhiên là những ứng cử viên cho những suất ghi bàn. Đó là những cầu thủ trẻ, những người chưa có nhiều kinh nghiệm và trình độ chuyên môn thì vẫn còn hạn chế so với những người đàn anh. Văn Hậu và Hoàng Đức đương nhiên sẽ là những sự lựa chọn quan trọng của Liên Bang Hoa Sơn cho chiến dịch World Cup. Hôm nay họ ngồi trên khán đài cũng là một sự tính toán của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Aguinaldo. Đỗ Hồng Dũng, Thành Trung, Đỗ Duy Mạnh. Rất hay. Tiếc là Tuấn Hải đã không có được tư thế tốt nhất để không chơi bóng từ đường truyền của Duy Mạnh. Đội Hoàng Việt Anh. Đội Dũng và Bùi Hoàng Việt Anh. Đội thoát đi rất ấn tượng của trung vệ Menzi. Bùi Tiến Dũng. Tuấn Anh. Bộ ba tiền vệ trung tâm của đội tuyển Việt Nam đang cố gắng hoán đổi vị trí để kiểm soát thật tốt giữa sân của đội tuyển Việt Nam. Tuấn Anh được đặt ở vị trí tiền vệ trụ nhưng đang di chuyển rất rộng. Đỗ Hồng Dũng nhịp nhàng, đã có lỗi đẩy sau, lợi thế dành cho đội tuyển Việt Nam. Khi lợi thế đó không được phát huy, tiếng còi đã vang lên. Quả phạt dành cho đội chủ nhà. Phút thứ 19, tình huống phạm lỗi từ phía sau của Galates với Văn Toàn. Galates là thành viên của đội tuyển U23 Philippines tham dự SEA Games vừa rồi. Bùi Tiến Dũng căng ngang một chạm khá khó chịu của Tiến Dũng. Đó là một tình huống phòng ngự tốt của Matt Hartman.
đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong hiệp đấu này. Để thực hiện là Văn Quyết. Nguy hiểm. Và các bàn đánh đầu hai của Đỗ Duy Mạnh. Đó là một trong những tình huống phối hợp sở trường của đội tuyển Việt Nam. Thường thì sẽ là Thành Trung, nhưng ngày hôm nay đã có sự hoán đổi. Tuấn Hải là người cắt đầu tiên. Người thứ hai là Duy Mạnh và người thứ ba đấy là Thành Trung. Người thứ tư là Bùi Hoàng Việt Anh. Ba tình huống xuất hiện của áo đỏ. Bùi Hoàng Việt Anh khá khó chịu. Tiếp tiếp là các tấn công đã không thể tiếp tục đứng như đường truyền vừa rồi. Đóng một chạm hai của Đỗ Hồng Dũng. Tuấn Hải, Hồng Duy không được. Đó là tình huống chạm bóng của Tuấn Anh. Ngày hôm nay Tuấn Anh đang hoạt động rộng, sẵn sàng lao lên phía trước, sẵn sàng xâm nhập vào những nách trung lộ để tạo nên sự kết nối với các cầu thủ tấn công. Trước trận đấu này thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những sự chia sẻ về những năm tháng ông cầm quân ở Việt Nam để chiếc lý chơi bóng. Thứ 22 của trận đấu và hầu hết trong quãng thời gian vừa qua thì bóng chỉ lăn ở phần sân của Philippines. Chúng ta rất ít nhìn thấy Đặng Văn Lâm an toàn. Chuyển nhanh hơn nữa, bây giờ khoảng trống đang được dành cho Bùi Tiến Dũng. Tuấn Anh, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Dũng, Đỗ Xuyên chéo bóng đến vị trí của Văn Quyết. Rất tiếc là Văn Quyết và Hồng Duy đã không có được sự kết nối tốt. Một tình huống mà Tuấn Anh đã bắt bài và băng lên cắt bóng rất hay. Văn Quyết, Văn Quyết và Lumbo tạt một chạm ở tầm thấp của Văn Quyết. Hồng Duy, cả hai trung vệ của đội tuyển Việt Nam cũng đã tràn sang phần sân của đối phương. Chỉ còn mình Thành Trung ở lại phần sân nhà, chủ yếu chỉ lan ở phần sân của Philippines. Để ghi được bàn thắng, để tạo ra cơ hội và vẫn cần phải phối hợp sắc nét và có tốc độ tốt hơn. An toàn. Tốt của tiền vệ trung tâm Amita Agnem bên phía Philippines. Xét về mặt lý thuyết thì bộ đôi số 1 tràn tấn công của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại có lẽ vẫn là Tiến Linh và Tuấn Hải. Văn Toàn đã thể hiện được sự ổn định và phong độ khá tốt ở lúc mùa vừa rồi. Và trong đội tuyển quốc gia thì Toàn cũng đã có được bàn thắng sau rất nhiều năm không có ghi bàn cho đội quốc gia. Xét về sự phù hợp lối chơi trong điều là đối tấn công sự lựa chọn Tiến Linh. Tiến Linh là người chơi cao nhất với khả năng làm tường, với khả năng không chiến. Còn Tuấn Hải là người hoạt động rộng, tạo ra những sóng gió xung quanh Tiến Linh. Duy Mạnh, Văn Toàn, Vũ Hoàng Việt Anh. Khá nhiều là cánh của Bùi Hoàng Việt Anh. Khả năng kiểm soát bóng và sự kết nối với đồng đội. Đây cũng là một trong những điểm yếu của cầu thủ này khi so với Văn Thanh, khi so với một tấn tài. Ngày hôm nay thì trên băng ghế dự bị của đội tuyển Việt Nam có Trần Nguyên Mạnh và Nguyễn Văn Hoàng xuống thủ môn. Lúc này thì tỷ lệ kiểm soát bóng của đội tuyển Việt Nam đã lên tới 64%. Đó là một sự khác biệt rất lớn so với 53% ở trận đấu vừa rồi. An toàn.
pressing. Philippines cũng cho thấy rằng họ chơi rất đầy tự tin với những tình huống pressing tương đối hợp lý. Có thể họ mất bóng, nhưng đó là mất bóng ở giữa sân và ở gần sân của tuyển Việt Nam ở 1/3 sân nhà. Hồng Duy, vẫn là Hồng Duy. Văn Quyết, Lý Hoàng Việt anh đang xin bóng không đến được vị trí của số 6. Và xử lý tốt của Stefan Schock, chỉ có hai cầu thủ áo trắng. Rồi, chạm lại thôi, chạm lại thôi, chạm lại thôi. Đó cho thấy được kinh nghiệm và bản lĩnh của Schock. Anh Kim rất muốn phản công nhanh, vận chuyển của đội bóng áo trắng. Cảm nhận được là không đủ lực để tấn công, kiểm soát bóng và chờ tấn công. Ronaldo đã đi hết đường biên rồi. Quả ném biên dành cho các cầu thủ tuyển Việt Nam. Trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup, trận đấu đầu tiên làm khách trên sân của tuyển Lào ngày 21 tháng 12. Ngày 27 tháng 12, đội Việt Nam sẽ trở về sân đấu với địch và tiếp đón đội tuyển Malaysia. Ngày 30 tháng 12, đội Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Singapore, và trận đấu cuối cùng vòng bảng Việt Nam sẽ quay trở về sân nhà tiếp đón Nhật Bản. Chuyền của Văn Quyết, Lưu Hoàng Việt Anh. Đó là sự cảm nhận của một cầu thủ chạy cánh. Tất nhiên đường chuyền vừa rồi của Văn Quyết hơi sâu, nhưng nếu như cầu thủ chạy cánh chuyên nghiệp có lẽ là Lưu Hoàng Việt Anh đã có được từ trước đó. Điểm rơi dứt điểm chính xác là Thành Trung. Đang có một sự phân chia rất rõ ràng với các vị trí và các điểm cắt của tuyển Việt Nam. Điểm 1 là Tuấn Hải, điểm 2 là Đỗ Duy Mạnh, điểm 3 là Thành Trung, điểm 4 là Lê Hoàng Việt Anh. Hansen. Philippines đang gặp rất nhiều khó khăn trong đấu trường áp sát và kiểm soát bóng của đội tuyển Việt Nam. Những hệ thống phòng ngự của đội áo trắng cũng đang hoạt động rất tốt, đặc biệt ở phần ba sân nhà. Văn Toàn, Hùng Dũng, Văn Quyết. Ê,
cảm giác như là ngày hôm nay cảm giác bóng của các cầu thủ tuyển Việt Nam cũng chưa thực sự tốt. Có thể là họ cũng vừa có sự thay đổi về nhiệt độ và môi trường tập luyện thi đấu. Lúc này Bà Rịa Vũng Tàu và Hà Nội đang có sự chênh lệch rất lớn về nhiệt độ và độ ẩm. Bây giờ cũng đang là thời điểm mà tuần nữa trận đấu chính thức của AFF mới diễn ra, chưa phải là thời điểm mà đội tuyển Việt Nam cần một phong độ điểm rơi tốt nhất. Bùi Tiến Dũng, quan trọng là chúng ta đang thấy được những trụ cột, những cầu thủ quan trọng của đội bóng áo đỏ về mặt cá nhân và thể trạng tốt. Không có những ca chấn thương đáng tiếc. Văn Quyết, Tuấn Hải, Phạm Tuấn Hải, Hồng Duy đang xin bóng. Phòng ngự của tuyển Nam hoạt động tốt với đội hình tương đối hoàn chỉnh. Tuấn Anh, đội tuyển Việt Nam lúc này rất cần những tình huống xử lý và đường truyền để mở ra những tấn công mới cho đội áo đỏ. Có lúc thì chơi thấp như ở đội tuyển, nhưng thường sẽ chơi vô cao và tạo ra những tình huống tấn công từ phía tinh thần đối phương nhiều hơn. Và cầu thủ này cũng đã có rất nhiều những bàn thắng đẹp. Tấn công về phía khung thành của Đặng Văn Lâm. Bây giờ sẽ là cơ hội của Philippines, một tình huống lên bóng đơn giản. Galates nguy hiểm, rất nguy hiểm, không vào. Đó là bóng đá, đó là chiến thuật. Có thể đội tuyển Việt Nam sở hữu và kiểm soát bóng lên tới gần 70%, nhưng đây mới là cơ hội nguy hiểm nhất của hiệp đấu và nó thuộc về đội khách. Một sự cảnh báo cho hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Một tình huống lên bóng rất đơn giản, nhưng suýt nữa thì các cầu thủ áo trắng đã có được bàn thắng mở tỷ số. Người đã có tình huống mang lên nguy hiểm là Galates, và một đường truyền căng ngang cực kỳ khó chịu. Bùi Tiến Dũng dù lỡ đà cũng đã cố gắng chạm bóng để ngăn cản tình huống tiếp bóng sau đó của Melisa. Pha băng ra chính xác của Đặng Văn Lâm. Văn Toàn. Các cầu thủ Philippines lùi về rất nhanh. Chúng ta có thể thấy được ý thức tuân thủ đấu pháp tuyệt vời của đội bóng áo trắng. Chưa đầy 3 giây, toàn bộ cầu thủ của Philippines đã trở về phần sân nhà. Văn Toàn. Văn Quyết. Phòng ngự dày đặc của các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng.
có vẻ như đây sẽ là cách mà Philippines sẽ thi đấu ở AFF Cup năm nay. Văn Quyết không chế bước một tuyệt hay, đường chuyền không vào, rất tiếc cho tình huống dứt điểm vừa rồi của Bùi Hoàng Việt Anh, và cùng với đó là tình huống cắt mặt trước đó của Văn Toàn. Bây giờ thì đội tuyển Việt Nam mới có được đội nguy hiểm đầu tiên. Một pha phối hợp hay, một đường truyền rất nhạy cảm của Hồng Duy, tình huống xử lý tuyệt vời của Văn Quyết, sau đó khống chế bước một hoàn hảo, và cùng với đó là một pha vẩy má ngoài cực kỳ điệu nghệ theo kiểu Luka Modric. Văn Toàn là điểm cắt thứ nhất không thành công, bóng đến chỗ của Bùi Hoàng Việt Anh ở một vị trí vô cùng thuận lợi, nhưng rất tiếc là hậu vệ biên phải bất đắc dĩ của đội tuyển Việt Nam Bùi Hoàng Việt Anh đã chưa có được một tình huống dứt điểm thực sự ưng ý. Nếu như trong pha bóng vừa rồi Bùi Hoàng Việt Anh thực hiện được một cú đá mu lai má về phía góc xa, và có vẻ như đó cũng là ý đồ mà Bùi Hoàng Việt Anh muốn thực hiện, thì rất tiếc là bóng lại đi thẳng vào mu chính diện, và thậm chí là ăn rất nhiều vào phần lòng trong nên trái bóng đi trượt cột. Những phối hợp không tốt giữa Tuấn Hải và Hùng Dũng, và xử lý hết sức tự tin của Amita. Amita nhỏ con nhưng nhanh nhẹn và khéo léo ở phía giữa sân. Cắt bóng hay của Duy Mạnh. Văn Quyết, khả năng cầm nhịp của Văn Quyết rất tốt, lúc cần nhanh, lúc cần chậm. Cầu thủ của câu bộ Hà Nội đều có thể xử lý tốt về phương diện cá nhân. Văn Toàn, Hồng Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh không có lỗi trong tình huống can thiệp của Mark Hartman. Bây giờ thì hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam đã có sự đề phòng với những tình huống phòng ngự chuyển đổi của Philippines. Cơ hội của Philippines đến từ một pha bóng mất tập trung của Ba Trung Vệ, Thành Trung, Đỗ Duy Mạnh đã không kiểm soát được tốt tình huống bóng một và để cho tiền đạo Mao Su Chín đánh đầu chiến thuật về phía sau rất nguy hiểm, và Galates đã dùng tốc độ để băng lên. Tuấn Anh, Hồng Duy, Bùi Hoàng Việt Anh chưa phải là một đường truyền tốt. Duy Mạnh cú đá rất căng, bóng đá chạm chân của Aguinaldo đi trên cột dọc bên phía tay phải khung thành của thủ môn Hansen. Đó là những áp lực cần thiết, đó là những sự tập trung ở bóng hai tốt của cầu thủ Việt Nam. Một dứt điểm rất quyết đoán của Đỗ Duy Mạnh, đó là một pha dứt điểm bằng chân trái chân không thuận của Mạnh. Bóng đi hơi cao so với khả năng băng cắt của Tuấn Hải. Nguy hiểm, đó là tình huống bật lên của Thành Trung, nhưng vừa rồi thì thể hình của Aguinaldo đã mang lại những lợi thế. Vẫn là Aguinaldo với những pha công chuyền tốt. Văn Toàn, bóng bị trúng giải vàng, một pha xử lý tuyệt vời của số 12 bên phía đội tuyển Việt Nam. Pha bóng mà Văn Toàn đã lùi về và bảo vệ tuyến hai. Anh đã có một tình huống tiếp bóng và một pha ra chân cực nhanh, rất xuất sắc, nhưng lần này thì may mắn đã không thuộc về Văn Toàn và không thuộc về đội tuyển Việt Nam. Thủ môn Hansen đã đứng nhìn, bóng lại đi vào mép dưới xà ngang và bật ngược trở ra. Hùng Dũng đã không đến được vị trí của Tuấn Hải. Các cầu thủ Việt Nam vẫn đang giữ được vị trí và những tình huống vây ép tốt, đặc biệt là cũng rất sẵn sàng cho những tình huống bóng hai. Bùi Tiến Dũng, Văn Quyết, Hồng Duy, Đỗ Hồng Dũng, Văn Quyết và Hồng Duy đang tạo ra một tam giác bên phía cánh trái. Bùi Tiến Dũng đã giữ được vị trí và cự ly tốt trong pha bóng vừa rồi. Rất tiếc là đường truyền của Tiến Dũng đã không đến được vị trí của Văn Toàn.
Hiệp 1 đã diễn ra sôi nổi và đội tuyển Việt Nam cũng đã có những dấu ấn về mặt chuyên môn. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Văn Toàn đỡ bước một thay và ngay sau đó là một tình huống băng vào dứt điểm cực nhanh. Có vẻ như đó là một tình huống chích mũi. Một sự lựa chọn nhanh và quyết đoán của Văn Toàn. Và đó là một sự lựa chọn hoàn toàn chính xác. Chúng ta hãy cùng xem lại. Đúng là một tình huống chích mũi rất nhanh đến từ tiền đạo của Hoàng Gia Lai. Pha dứt điểm có thể nói là cực kỳ chất lượng, chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Lỗi việt vị thuộc về Minagishi. Bên ngoài thì ban luyện đội tuyển Việt Nam cũng đang nhắc nhiều đến những tình huống bóng hai. Cú Hoàng Việt Anh. Những phút thi đấu cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên và tỷ số lúc này vẫn đang là 0-0. Cả hai đội đều có những cơ hội, đội tuyển Việt Nam nhiều hơn với những tình huống dứt điểm của Bùi Hoàng Việt Anh, của Văn Toàn, nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Philippines trong lần hiếm hoi tấn công về phía khung thành của Đặng Văn Lâm đã khiến cho khung thành của đội tuyển Việt Nam chao đảo. Tình huống lên bóng của Galantes, cùng với đó là đường truyền ngang cho Melisa. Đỗ Hồng Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Duy Mạnh. Không được, đúng là những quả tạt bổng rất khó để có thể tạo ra được những pha tấn công nguy hiểm trước hàng phòng ngự có thể hình và được tổ chức tốt của Philippines. Rất nhiều các cầu thủ dự bị: Hà Đức Chinh, Văn Hoàng, Nguyên Mạnh, Khuất Văn Khang đã chuẩn bị sẵn sàng và nhiều khả năng trong hiệp 2 sẽ có nhiều sự thay đổi. Vừa rồi là tình huống ham bóng của Tuấn Hải và anh đã vô tình gây chấn thương cho Aguinaldo. Huấn luyện viên Pasor vẫn tích cực quan sát trận đấu và ghi chép rất kỹ. Đây chỉ là một trận đấu giao hữu, sẽ có những mục tiêu riêng cho từng trận đấu. Và có lẽ với huấn luyện viên Pasor trận đấu này, đó là những thử nghiệm, đó là những toan tính về mặt chiến thuật và cùng với đó là những con người để ông có thể chọn ra một đội hình tốt nhất cho trận đấu với đội tuyển Lào. Tình huống phát động tấn công khá bình tĩnh của các cầu thủ Philippines, đặc biệt là khả năng chơi chân của thủ thành Hansen. Mùa giải năm nay thì đội tuyển Philippines không có sự phục vụ của thủ thành số 1 Etoris. Giữ đền sẽ là sự có mặt của Hansen, của Titus Anthony và Schweizer. Đỗ Hồng Dũng, cái tỷ đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Văn Quyết, vẫn là Văn Quyết. Tình huống xử lý rất mềm mại và tinh tế của số 20 bên phía đội tuyển Việt Nam. Và anh đã mang về một quả phạt cho đội tuyển Việt Nam ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Người đã phạm lỗi với Văn Quyết cũng là một cầu thủ mà số 20 Mark Hartman, cầu thủ thuộc biên chế của câu bộ United City. Ê ơi, quăng đèn trên mặt chưa? There will be one minute of our time.
Đối diện viên cú đá phạt này sẽ là Đỗ Hồng Dũng. Đã có lỗi trong tình huống tranh chấp của đội bóng áo đỏ với thủ môn và các cầu thủ phòng ngự bên phía Philippines. Tình huống đá phạt hơi sâu của Đỗ Hồng Dũng. Thời gian bù giờ của hiệp đấu đầu tiên là 1 phút. Một hiệp đấu chất lượng, cũng không có quá nhiều những tình huống va chạm, cũng không có cầu thủ nào bị chấn thương. Sẽ chỉ có 1 phút bù giờ mà thôi. Và nhiều khả năng hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số không đều với những gì mà chúng ta đang được chứng kiến. Đội tuyển Việt Nam thiếu đi một chút may mắn để có được bàn thắng sau những cơ hội của Văn Toàn và Bùi Hoàng Việt Anh. Đó sẽ là điều mà huấn luyện viên Pao So cùng với các cộng sự của mình sẽ phải cải thiện hơn nữa cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đã phải trả giá đắt ở AFF thì không thể ghi bàn vào lưới của Indo ở vòng bảng. Rồi sau đó chỉ có được vị trí thứ hai và phải gặp Thái Lan ở trận đấu bán kết. Chúng ta cũng đã không thể ghi bàn trong trận đấu bán kết lượt về với Thái Lan, cho dù chúng ta đã thi đấu hay và tạo ra rất nhiều những cơ hội. Văn Quyết, nguy hiểm. Đó là một sự thay đổi bất ngờ về mặt tổ chức trong tình huống cố định của Việt Nam. Bùi Tiến Dũng trong tất cả những tình huống phạt góc trước đó đều đón ở phía sau. Thì vừa rồi lại có một tình huống băng lên cắt mặt khá hay, nhưng rất tiếc là cú đánh đầu của Bùi Tiến Dũng. Như vậy là Văn Đức và Văn Quyết đổi áo cho nhau, và lúc này họ sẽ là những cầu thủ chơi cao nhất trong tấn công của đội tuyển Việt Nam cùng với Tiến Linh. Tiến Linh cũng đã kịp góp mặt. Bùi Hoàng Việt Anh đã được đảo sang bên phía chơi ở vị trí trung vệ lệch trái thay cho Bùi Tiến Dũng. Như vậy lúc này đội tuyển Việt Nam sẽ vẫn chơi với sơ đồ 3-5-2, ba trung vệ là Duy Mạnh, Thành Trung và Bùi Hoàng Việt Anh, những trung vệ của câu bộ Hà Nội đương kim vô địch của V-League cũng như là nhà vô địch của cúp quốc gia mùa giải 2022. Cánh phải là sự hiện diện của đôi cánh đến từ Hoàng Anh Gia Lai, Văn Thanh về phía cánh phải và Hồng Duy về phía cánh trái. Lúc này thì Châu Ngọc Quang cũng đã được đưa vào sân và đang chơi ở một vị trí có thể nói là rất lạ lẫm đối với tiền vệ quê ở Quảng Nam. Mùa vừa rồi đã thi đấu rất thành công ở câu bộ Hải Phòng. Châu Ngọc Quang đã tiền vệ mỏ neo, còn Văn Đức và Văn Quyết sẽ là những tiền vệ tấn công. Như vậy là Hùng Dũng rời sân, Bùi Tiến Dũng rời sân, Tuấn Hải cũng đã rời sân và Văn Toàn cũng đã được rút ra nghỉ. Bốn cầu thủ rời sân là Tuấn Anh, Tuấn Hải, Văn Toàn và Hùng Dũng, cả Bùi Tiến Dũng nữa. Tiến Linh dứt điểm không được, hơi chậm. Châu Ngọc Quang không được, đường truyền không cho ai cả. Vừa rồi là một pha xử lý không thực sự tốt của Tiến Linh. Tiến Linh đã hơi giật mình sau khi nhận đường truyền được tạt bóng ở tầm thấp của các đồng đội. Philippines chỉ có hai sự thay đổi người, trong khi đó đội tuyển Việt Nam đã có tới rất nhiều những sự thay đổi người khác nhau, và cùng đó vẫn là những sự thử nghiệm. Bùi Hoàng Việt Anh rất ít khi đá trung vệ lệch trái, lúc này cũng đang được thử nghiệm. Châu Ngọc Quang lần đầu tiên chơi ở vị trí tiền vệ mỏ neo. Duy Mạnh, Phạm Văn Đức, bóng không vượt qua được sự truy cản của Tanibas. Thôi phản công cho Philippines. Philippines vẫn cho thấy được khả năng duy trì kỷ luật đấu pháp chiến thuật khá tốt, đặc biệt là ở khía cạnh phòng ngự. Ừ.
Bùi Hoàng Việt Anh. Đội tuyển Việt Nam cũng đã có những bài học đắt giá đến từ kỳ AFF trước, khi mà họ đã không thể có được điểm số và hiệu số bàn thắng bàn thua tốt nhất để đứng đầu bảng. Đặc biệt là trong trận đấu với Indonesia, cũng là một trận đấu mà thế trận diễn ra tương tự như thế này, chúng ta đã không có được bàn thắng để chiến thắng. Cuối cùng phải chấp nhận được kết quả hòa và phải xếp thứ hai sau Indonesia ở vòng bảng. Phạm Văn Đức. Nguy hiểm. Như vậy là Tuấn Hải vẫn đang được giữ lại ở trên sân. Tiến Linh vào thay cho Văn Toàn. Và lúc này chúng ta đang có được bộ đôi tấn công có thể nói là mạnh nhất của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Lỗi thuộc về Hồng Duy. Ngày hôm nay thì Văn Hậu không có tên trong danh sách đăng ký và lúc này đang ngồi trên khán đài. Rất hay, Diaz. Không được, một tình huống chọn vị trí cực kỳ thông minh của Thành Trung, rất điềm tĩnh và đưa ra một phán đoán chính xác để cắt đường chuyền ngang của Diaz. Nhưng cũng phải nói thêm rằng tình huống phối hợp và can thiệp là của Văn Quyết. Sau những phút thi đấu ở hiệp 1 thì phải chịu trận và phòng ngự, thì bây giờ Philippines đã mạnh dạn dâng cao đội hình và tổ chức tấn công nhiều hơn. Phạm Văn Đức. Vẫn là Phạm Văn Đức. Những dứt điểm khá chất lượng của Phạm Đức, nhưng bóng đã không vượt qua được sự truy cản của trung vệ Tanibas, người có thành rất tốt vừa được tung vào sân. Bên ngoài vẫn còn Thanh Bình, vẫn còn Hồ Tấn Tài. Tanibas. Duy Mạnh. Cũng giống như hiệp 1, Duy Mạnh và Bùi Hoàng Việt Anh đang là những trung vệ nhô cao để hỗ trợ cho mặt trận tấn công. Hồng Duy. Tiến Linh. Văn Quyết. Chúng ta đang nhìn thấy hệ thống phòng ngự dày đặc của các cầu thủ Philippines. 9 cầu thủ áo trắng đứng ở 1/4 sân của đội khách. Những quả tạt bóng bổng thực sự là khó. Bùi Hoàng Việt Anh. Không được. Vẫn đang là sự tập trung và những pha can thiệp chuẩn xác của cầu thủ Philippines. Hồng Duy. Văn Quyết. Pha phối hợp ăn ý giữa Hồng Duy và Văn Quyết. Tuyến ơi! Rất tiếc là Văn Đức lại sút hụt trong pha bóng vừa rồi. Pha bóng làm chúng ta gợi nhớ đến Tuấn Hải. Vẫn là Tuấn Hải. Hơi chậm. Tuấn Hải hoàn toàn có thể thực hiện tình huống căng ngang bằng chân trái trước đó, nhưng anh cố gắng để xoay xe bóng về phía chân phải chân thuận. Còn đây là chủ nhân của pha bóng rất đáng tiếc vừa qua. Tình huống chặt bóng về tuyến hai cực hay của Hồng Duy. Chỉ tiếc là pha tiếp bóng của Phan Đức thì lại không đúng kỹ thuật. Tình huống phối hợp giữa Hồng Duy và Văn Đức làm chúng ta gợi nhớ đến những tình huống chặt xẹt của Đoàn Văn Hậu và pha băng lên dứt điểm của Quang Hải. Đặc biệt là tình huống diễn ra trong trận đấu với Hàn Quốc tại Thường Châu năm 2018. Trong trận đấu đó thì tình huống chuyền bóng của Văn Hậu còn khó hơn, bóng đi ra phía ngoài khu cấm địa của đối phương. Nhưng Quang Hải vẫn có một pha tiếp bóng hoàn hảo để mang lại bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc tại Thường Châu. Duy Mạnh. Châu Ngọc Quang. Bùi Hoàng Việt Anh. Phạm Văn Đức. Tuấn Hải. Không được. Chưa phải là một pha xử lý tốt nhất của Tuấn Hải. Trong pha bóng vừa rồi, khi mà Phạm Văn Đức đã thực hiện đường chuyền thuận lợi
lẽ ra Tuấn Hải cần có sự chuẩn bị tốt hơn để có thể khống chế và dứt điểm ngay. Khu vực tấn công của đội tuyển Việt Nam thực sự là vô cùng chật hẹp bởi các cầu thủ áo trắng đã tổ chức một hàng phòng ngự dày đặc. Amita, Stefan Schock thi đấu không quá nổi bật nhưng vẫn đang đóng góp vai trò cực kỳ quan trọng trong cách chơi của Philippines, đặc biệt là ở những đường chuyền cuối cùng, di chuyển nhà bóng rất khôn ngoan. Sau khi Đỗ Hồng Dũng rời sân thì Đỗ Duy Mạnh đang là cầu thủ đeo băng đội trưởng. Văn Quyết, Hồng Duy rất vừa tầm. Tuấn Hải, Văn Quyết, Hồng Duy rất nhịp nhàng. Hồng Duy hơi cầu toàn. Đó là một pha bóng Hồng Duy hoàn toàn có thể mạnh dạn dứt điểm ở một góc không quá hẹp. Số 8 của đội tuyển Việt Nam lựa chọn một giải pháp cẩn thận hơn và rất tiếc nó không thành công. Nguyễn Quang Sò đã phải ra sát đường biên để có những nhắc nhở trực tiếp đối với các cầu thủ thi đấu ở trên sân. Vừa rồi là một tình huống mà Amita đã khá lúng túng trước sự vây ráp của các cầu thủ bên phía đội tuyển Việt Nam. Tuấn Hải vẫn đang thi đấu rất năng nổ, rất tích cực. Nhưng ngày hôm nay những tình huống xử lý cá nhân của Tuấn Hải chưa thực sự tốt. Hồng Duy, Duy Mạnh, Phan Văn Đức, Văn Thành kịp không? Văn Thành đã có thể theo kịp được bóng nhưng đó lại là một quyết định không chơi bóng chứ không phải là một nỗ lực căng ngang một chạm. Có lẽ là Văn Thành tự tin rằng mình hoàn toàn có thể kiểm soát được trái bóng trong tình huống tấn công vừa rồi. Một pha phối hợp tốt của Văn Đức và Văn Thành, nhưng trong pha bóng này thì Văn Thành cũng đã ở vào vị trí việt vị. Những pha phối hợp tương tự mà chúng ta thấy ở World Cup hay ở Ngoại hạng Anh thì thường là cầu thủ chạy cánh sẽ thực hiện ngay một đường chuyền một chạm vào phía trong. Stefan Schock, chúng ta đang để cho Schock quá nhiều khoảng trống và quá nhiều bóng. Schock, nhưng cắt bóng là của Thành Trung. Thành Trung đang cho thấy được vai trò rất mới của mình ở đội tuyển Việt Nam. Anh đang thi đấu như một thủ lĩnh mới của hàng phòng ngự, thay thế cho Quế Ngọc Hải. Với phong độ và cách chơi như thế này thì Thành Trung cũng sẽ là một áp lực rất lớn dành cho cựu đội trưởng của đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải. Cho dù Quế Ngọc Hải có kinh nghiệm, có bản lĩnh, nhưng ở Thành Trung có thể hình, có sức trẻ, có sự quyết tâm. Sự cạnh tranh ở các vị trí trung vệ của đội Việt Nam đang trở nên vô cùng khắc nghiệt. Chúng ta đang có rất nhiều những trung vệ tài năng ở thế hệ cũ, có Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, những cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp như Thành Trung. Và cùng với đó là sự tiến bộ một cách vượt bậc của những nhân tố trẻ như Bùi Hoàng Việt Anh hay là Thanh Bình của Viettel. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng ở mức 60% so với Philippines. Ở thời điểm 1, có những lúc thời điểm tỷ lệ kiểm soát bóng đã lên tới 65%. Đúng là hiệp 2 thì Philippines đã không còn phòng ngự một cách co cụm và với đội hình thấp như trong quãng thời gian thi đấu của hiệp 1. Họ đã mạnh dạn kiểm soát bóng và chơi bóng cách tích cực hơn thay vì phòng ngự triệt để như ở trong hiệp đấu đầu tiên. Một cầu thủ của Philippines đang bị đau nhưng trận đấu vẫn tiếp tục. Và can thiệp rất mạnh mẽ của Tanibas Jefferson. Sau khi Tanibas Jefferson vào sân thì cầu thủ trước đó chơi trung vệ là Menzi đang được đẩy ra bên phía cánh trái.
người đang bị đau là cầu thủ chơi cao nhất trong tấn công của Philippines, Daniel Canciro. Jefferson Tanibas lúc này đang thi đấu cho Mito Hollyhock. Cầu thủ này sinh năm 1998, năm nay 24 tuổi. Menegisi, Lungbo, khá nhịp nhỉ. Phạm Văn Đức, Châu Ngọc Quang, thủ vợp không thành công. Stefan Schock, vẫn là Schock. Rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Tình huống tạt bóng không tốt của Menzi. Châu Ngọc Quang. Đây là tiền vệ Châu Ngọc Quang, nhưng rất tiếc đó là một đường chuyền không chính xác. Người đã sửa sai cho những Ngọc Quang là Văn Quyết. Ở câu lạc bộ Hải Phòng cũng như là câu lạc bộ Hoàng Gia Lai trước kia thì Châu Ngọc Quang thường xuyên chơi bám biên. Ngày hôm nay anh đang được thử nghiệm ở một vai trò hoàn toàn mới. Phạm Văn Đức đỡ bóng xoay khá hay. Văn Thành, quả tạt tầm thấp. Đó là quả tạt cực kỳ khó chịu của Văn Thành. Chúng ta cần những quả tạt như vậy, những quả tạt sớm và tầm thấp. Tuấn Hải ngày hôm nay thực sự là cũng chưa có duyên. Vừa rồi là một pha bóng mà bóng vô tình đến được vị trí của Tuấn Hải ở một vị trí vô cùng thuận lợi. Nhưng Tuấn Hải cũng chưa có được những tình huống xử lý cá nhân thực sự tốt. Sau khi nỗ lực xoạc bóng của Aguinaldo thì bóng đã đến được chân của Tuấn Hải. Tiền đạo của câu lạc bộ Hà Nội cũng đã phản ứng khá nhanh với một tình huống khống chế và sau đó là dứt điểm ngay. Bây giờ sẽ là cơ hội dành cho Hải Huy, một trong những cầu thủ thuộc diện lớn tuổi của đội tuyển Việt Nam. Hải Huy và Văn Quyết là những cầu thủ thuộc thế hệ lớn so với những cầu thủ hiện nay của đội tuyển. Hải Huy đã có một mùa giải chói sáng trong màu áo của câu lạc bộ Hải Phòng. Cú Hoàng Việt Anh khống chế bước một rất ổn, nhưng tình huống xử lý sau đó thì lại hơi cầu toàn. Đội tuyển Việt Nam cần những tình huống dứt điểm một cách quyết đoán hơn, nhanh hơn và sắc sảo hơn. Đã có khá nhiều những cơ hội, khá nhiều những tình huống dàn xếp tấn công tốt. Nhưng đội tuyển Việt Nam cần những tình huống dứt điểm và cần bàn thắng. Khá trống trải. Đội Hoàng Việt Anh, Hải Huy đang xin bóng, rất chậm. Không được, bóng đã khẽ trượt qua đầu của Tiến Linh. Luyện Pan Sò đang đứng ngồi không yên ngoài đường biên. Đây là một trận đấu mà ông có vẻ như đang đặt ra những yêu cầu cao cho những tình huống tấn công để phá vỡ những hàng phòng ngự chặt chẽ. Kịch bản này có lẽ sẽ được thực hiện khá nhiều ở AFF Cup năm nay. Hầu hết tất cả những đội bóng khi đối đầu với Việt Nam sẽ chủ động chơi phòng ngự. Và xử lý rất khôn ngoan của Lungbo. Với những huấn luyện viên chuyên nghiệp, đặc biệt là với những ban huấn luyện giàu kinh nghiệm và dày dặn bản lĩnh trận mạc như bộ đôi huấn luyện viên Park So và huấn luyện Lee Dong Jin thì chắc chắn là họ vẫn còn nhớ như in những thất bại tại AFF Cup mùa giải trước. Tranh chấp có lỗi của Văn Quyết. 17 phút của hiệp 2 đã trôi qua và đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có được bàn thắng vào lưới của Philippines. Trong 4 trận đấu giao hữu gần đây nhất thì đội tuyển Việt Nam luôn ghi được bàn, thậm chí là hầu hết là ghi được 2 bàn trở lên. 2 bàn thắng trong cuộc đối đầu với Afghanistan, 2 bàn thắng trong cuộc đối đầu với một đội bóng hàng đầu châu Âu là Borussia Dortmund.
3 bàn vào lưới Ấn Độ và 4 bàn vào lưới của Singapore. Nhưng ngày hôm nay, phút thứ 64, họ vẫn đang bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành của Philippines. Tình huống di chuyển bắt bài rất hợp lý của Bùi Hoàng Việt Anh. Duy Mạnh, Hải Huy, bây giờ thì Phan Văn Đức đang được đẩy lên đá cao cùng với Tiến Linh. Hải Huy sẽ là một trong hai tiền vệ tấn công cùng với Văn Quyết. Đỡ Duy Mạnh, đường chuyền hay Tiến Linh, cánh phải rất trống, Tiến Linh. Một tình huống xử lý có thể nói là táo bạo của tiền đạo bên phía đội tuyển Việt Nam. Quyết định dứt điểm không tồi, nhưng cũng có thể thực hiện một đường chuyền xẻ nách sang bên phía cánh phải, nơi Văn Thanh đang rất trống trải và chờ đợi từ khá lâu. Tiếp tục lại là một sự thay đổi người bên phía các cầu thủ Philippines. Không phải là một mà là hai. Bukas vào thay cho Minagishi. Play number 2, Linh Bo Zeman replaced by play number 3, Tapin Aspal, Bismarck. Và cầu thủ mà áo số 3 cũng là Tapinat vào thay cho Lumbo. Rời sân cầu thủ số 3 Tapinat Paupinat vào sân. Cầu thủ số 19 Miguel Hikaru rời sân, cầu thủ số 22 Lucas Pocholo vào sân. Như vậy là lúc này trong sân của Philippines có tới hai cầu thủ tên là Tapinat, Tapinat Paul Bismarck mà số 3 và Tapinat Jefferson mà số 4. Amita, Ai Guinando. Và trận bóng đầu tiên không thành công của Tapinat Bismarck. Duy Mạnh, hoạt động tấn công khai. Vũ Văn Thành, vẫn là Văn Thành. Hải Huy, Đỗ Duy Mạnh. Bùi Hoàng Việt Anh xin bóng. Nhiều khả năng ít phút nữa Thanh Bình sẽ vào thay Việt Anh. Trương Ngọc Quang, lỗi thuộc về Daniel Kenshiro. Kenshiro đang có một trận đấu thực sự là rất khó khăn. Số 9 của Philippines không có nhiều bóng để chơi, và mỗi khi có bóng thì anh luôn gặp sự truy cản quyết liệt của các trung vệ bên phía đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên hiệp 1 thì Kenshiro cũng đã để lại một dấu ấn rõ nét bằng một tình huống đánh đầu chiến thuật để Galantes băng lên. Văn Thành chưa phải là một quả thực sự tốt của Văn Thành. Đội tuyển Việt Nam cũng đã cố gắng sáng tạo, đã cố gắng tạo ra rất nhiều những tình huống phối hợp, những bài vở khác nhau. Nhưng đến lúc này, việc tiếp cận khung thành của thủ môn Hansen vẫn là một sự khó khăn. Và đôi khi có những tình huống phối hợp tốt phá vỡ được hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Philippines, thì các chân sút bên phía đội tuyển Việt Nam lại chưa có được sự sắc sảo trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. Hải Huy, Văn Thành, vẫn là Văn Thành, đã không có ai đón ở phía sau. Hồng Duy hơi chậm. Trương Ngọc Quang không được, đường truyền thiếu cảm giác của Trương Ngọc Quang, và đó là cú ôm đầu của Nguyễn Park Hang Seo. Trương Ngọc Quang chưa bao giờ đá ở vị trí này và đây là một điều quá khó, và thậm chí là từ khi còn ở đội trẻ cho đến những năm tháng thi đấu ở V-League trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai rồi Viettel của Hải Phòng thì Trương Ngọc Quang cũng chưa bao giờ đá tiền vệ trụ. Mark Hartmann,
Tốc độ của cầu thủ mới vào sân mà số 22 Bukas đã tạo ra sự khó khăn cho Hồng Duy. Và Philippines sẽ được hưởng một quả đá phạt góc. Tình huống đá phạt góc hiếm hoi của họ có được ở trong trận đấu này. Trong hiệp 1, Philippines chỉ có một lần lên bóng duy nhất, đó chính là tình huống phản công với tốc độ của Galantes. Và cùng đó là sự hỗ trợ của Melisa. Pha bóng đó cũng mang về cho cao thủ Philippines một tình huống đá phạt góc. Và bây giờ là quả phạt góc thứ hai. Stefan Schoop. Nguy hiểm. Bóng bổng. Những quả tạt từ hai biên vẫn luôn là những điểm mạnh của Philippines. Cùng với đó là những tình huống cố định nữa. Đây sẽ là cách Philippines đối đầu với những đội bóng mạnh ở vòng bảng của AFF năm nay. Bảng đấu mà Philippines sẽ cùng bảng với Thái Lan, với Indonesia, Hồng Duy, Văn Quyết. Vừa rồi thì cả hai tiền đạo Văn Đức và Tiến Linh đã không hiểu ý đồ của Văn Quyết. Văn Quyết muốn thực hiện một tình huống phối hợp giống như trong màu áo của câu bộ Hà Nội, một pha phối hợp tam giác ba người. Hồng Duy sẽ là người băng lên ở nách và tiền đạo Trung Phong sẽ làm cầu nối. Người đang đứng sát ra đường biên trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ đội tuyển Việt Nam lúc này là trợ lý Anh Đức. Amita rất năng động. Số 8 bên phía Philippines nhỏ con nhưng hoạt động dẻo dai, rất kỹ thuật và tự tin ở khu vực giữa sân. Và cắt bóng của Mark Hartman. Đó là một đường chuyền sâu và Đặng Văn Lâm đã kiểm soát tốt tình hình. Trương Ngọc Quang. Xét về mặt dấu ấn chiến thuật thì Philippines lại đang cho thấy họ đang có những cái thử nghiệm rõ ràng hơn. Hiệp 1 là một hiệp đấu chịu trận phòng ngự ở 1/3 sân nhà tử thủ. Nhưng hiệp 2 họ bắt đầu gia tăng sức ép, đẩy cao đội hình hơn. Và rõ ràng là lối chơi, thế trận của Philippines đã có những sự chuyển biến. Họ đã kiểm soát bóng nhiều hơn và cũng đã tạo ra được nhiều những tình huống lên bóng nguy hiểm hơn về phía khung thành của Đặng Văn Lâm. Trong khi đó thì đội tuyển Việt Nam vẫn đang cố gắng kiểm soát bóng. Nguy hiểm. Phối hợp tốt giữa Hải Huy và Tiến Linh. Chỉ hơi tiếc là trong tình huống dứt điểm cuối cùng thì Hải Huy đã không có được một pha tiếp bóng tốt. Nhưng đó là một giải pháp tấn công hợp lý với những tình huống phối hợp nhanh ở khu vực trung lộ. Đây là bà xã của Hải Huy, người đã di chuyển từ thành phố Hạ Long lên để cổ vũ và động viên cho Hải Huy. Vợ của Hải Huy là Minh Yến, người cũng đã đồng hành cùng với Hải Huy trong suốt những thành công cũng như là những sự khó khăn trong suốt quãng đường sự nghiệp của mình. Thời điểm Hải Huy bị chấn thương, bị gãy chân thì Minh Yến cũng đã ở sát và chăm sóc tiền vệ này một cách chu đáo để Hải Huy có được sự trở lại tốt nhất. Đây là những cái tên đã được thay ra những nụ cười rất tươi. Và cùng với đó vẫn còn đó Hồ Tấn Tài chưa vào sân, Thanh Bình chưa vào sân. Đường chuyền một chạm của Stefan Schoop. Và xử lý của Bugas. Vẫn là tốc độ của Bugas.
rất tự tin và cũng rất mạnh mẽ. Đó là những tình huống xử lý của Bugas. Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Văn Đức, Hồng Duy rất nhịp nhàng nhưng cần nhanh hơn nữa. Trong Ngọc Quang, Châu Ngọc Quang, Văn Đức không được. Đó là tình huống phối hợp không hiểu ý giữa Văn Đức và Tiến Linh. Văn Đức thì muốn thực hiện một tình huống bật tường, trong khi đó thì Tiến Linh lại muốn di chuyển và nhận bóng ở phía sau lưng hàng phòng ngự của đối phương. Sự thay đổi người tiếp theo bên phía đội tuyển Việt Nam, người rời sân không phải là Bùi Hoàng Việt Anh mà là Đỗ Duy Mạnh, chiếc băng đội trưởng lần thứ hai được trao cho một cầu thủ khác ở trên sân, lần lượt là Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Duy Mạnh và bây giờ là Thành Trung. Cầu thủ vào sân là Thanh Bình. Trong đội đã có được một sự tiến bộ vượt bậc trong năm 2022 trong màu áo của Viettel và cả trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Người đã được nhắc đến rất nhiều trong quãng thời gian vừa qua thì anh chính là người đã ghi bàn thắng vào lưới của đội tuyển Nhật Bản. Và mỗi khi đội tuyển Nhật Bản thi đấu thành công tại World Cup thì bàn thắng của Thanh Bình lại được nhắc đến như một sự tự hào. Và can thiệp có lỗi của Châu Ngọc Quang, người đã bị phạm lỗi là Matt Hartman. Bộ khung của Philippines cũng đã hình thành, đặc biệt là khu vực giữa sân với bộ đôi tiền vệ trung tâm Matt Hartman và Amita Anen, người sẽ chơi tấn công là Stefan Schock. Người đã vào sân là tiền vệ mang áo số 6 Miguel Reyes. Miguel Reyes cũng là một tiền vệ của Philippines tại U23 thi đấu tại SEA Games. Thi đấu ở SEA Games thì Miguel Reyes mặc áo số 8. Và can thiệp tốt của Bùi Hoàng Việt Anh đã có tình huống phạm lỗi nguy hiểm từ phía sau của Amita. Phút thứ 77 rồi và tỷ số vẫn đang là 0-0. Cao trò của viên Bang So vẫn đang làm tất cả những gì có thể để tìm kiếm bàn thắng đầu tiên của trận đấu này, nhưng họ vẫn đang gặp quá nhiều khó khăn khi phải đối đầu với hàng phòng ngự của đội bóng áo trắng. Đội tuyển Việt Nam cố gắng mở rộng, thực hiện những tình huống tấn công biên của Văn Thanh, cố gắng khai thác những nách trung lộ của Văn Quyết. Chưa thể có được một tình huống dứt điểm của Văn Quyết. Hàng phòng ngự của Philippines vẫn chơi hết sức tập trung. Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Văn Đức, Hồng Duy. Pha chơi chắn khôn ngoan của Hồng Duy. Một tranh chấp trực tiếp giữa hai số 8 của hai đội, Hồng Duy và Amita. Rất nhiều khả năng Hồng Duy và Văn Thành sẽ cập bến Nam Định và thi đấu ở V-League mùa giải 2023 cho đội bóng Thành Nam. Văn Quyết nguy hiểm, cú đánh đầu trượt của Hải Huy. Ở V-League năm nay thì Hải Huy đã có được 5 bàn thắng. Đây là một tình huống nguy hiểm. Các cầu thủ Việt Nam đã tỏ ra mất cân bằng trong tình huống phòng ngự vừa rồi. Đã có 2 bóng áo trắng băng lên và chỉ có một mình Thanh Bình ở dưới. Rất may là trung vệ của Viettel đã kiểm soát tốt tình hình. Tiến Linh, khá nhịp nhàng. Vũ Văn Thành,
tạt bóng vẫn là một trong những điểm yếu cố hữu của Văn Thành. Tình huống pressing tốt của Châu Ngọc Quang và đã tận dụng tốt sai lầm của Amita. Châu Ngọc Quang, Hải Huy xin bóng, Tiến Linh không được. Tiến Linh và Văn Đức đã không tìm thấy nhau trong ít nhất là hai tình huống phối hợp ở cự ly gần. Bây giờ sẽ là cơ hội phản công cho các cầu thủ Philippines. Ruiz không thể vượt qua được Thanh Bình. Đã có lỗi trong những tình huống tranh chấp của Miguel Ruiz và Thanh Bình, những người đã từng chạm trán trong màu áo U23 tại SEA Games. Hồng Duy trên sân lúc này vẫn còn Thành Trung, Đặng Văn Lâm, Hồng Duy, Văn Quyết là những người xuất phát cho đội chính thức. Phạm Văn Đức rất hay, vẫn là Phạm Văn Đức. Văn Quyết không được. Văn Quyết đã cố gắng để đưa trái bóng vào trong, nhưng các cầu thủ phòng ngự của đội áo trắng đã áp sát rất nhanh, họ đã kịp ngăn cản đường truyền của Văn Quyết. Pha đẩy bóng dài của Tanibas tiếp tục lại là tận dụng tốc độ. Trọng tài xác định rằng Tanibas Bismarck đã để bóng chạm tay, một pha bóng mà cũng đã cho thấy được dấu hiệu xuống sức của Bùi Hoàng Việt Anh và một chút đuối trong tình huống đua tốc độ với Tanibas. Nghiêm khắc hơn cho pha bóng vừa rồi sẽ là một tình huống thổi phạt Bùi Hoàng Việt Anh với lỗi đẩy sau. Đây là trận đấu đầu tiên mà huấn luyện viên Joseph Perez dẫn dắt Philippines đã có những dấu ấn về mặt chiến thuật, đã có sự tổ chức tốt của Philippines và có cả những sự điều chỉnh thay đổi về nhịp độ chơi, về cách chơi của hai hiệp đấu. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam vẫn là tấn công miệt mài nhưng không nhiều những phương án. Các cầu thủ ở vị trí nào thì cũng sẽ được thay vào vị trí đó, không có sự biến hóa, không có sự điều chỉnh. Từ đầu trận đấu đến bây giờ vẫn là sơ đồ 3-5-2. Chúng ta cùng xem lại tình huống mà các cầu thủ Việt Nam cho rằng bóng đã chạm tay. Và thực ra nếu như có VAR trong pha bóng này thì đội tuyển Việt Nam sẽ được hưởng quả đá penalty. Đó là một pha bóng mà hậu vệ Philippines đã để bóng chạm tay trong tình huống mà tay cũng đã tách rời cơ thể. Thành Trung, phút thứ 82 rồi. Hồng Duy, cũng khá may mắn khi mà lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam, trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Lào, một đội bóng cũng rất tiến bộ trong quãng thời gian gần đây. Nhìn xét về công tác tổ chức và cách thức phòng ngự thì họ cũng sẽ không có được ý thức tổ chức phòng ngự cao như là những gì mà cầu thủ Philippines đã thể hiện. Bây giờ là thời điểm mà lão tướng Stefan Schwab, 36 tuổi, được rút ra nghỉ. Đây vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Philippines ở chiến dịch AFF Cup năm nay. Trong khi những người đồng đội như Ingresso hay là
Manios và không có mặt thì Stefan Struck vẫn đang rất bền bỉ công hiến cho Philippines. Châu Ngọc Quang, ông gì? Bukas. Talibas. Đối thuộc về Gaso. Lúc này thì cầu thủ màu số 14 Gaso đang là cầu thủ chơi cao nhất trận tấn công của Philippines. Vẫn là khả năng hoạt động hiệu quả của Mark Hapman. Văn Thành. Thành Trung. Bùi Hoàng Việt Anh. Bây giờ thì các trung vệ của đội tuyển Việt Nam đã phải chơi bóng dài nhiều hơn. Những biểu cảm của viên Park Seo cho thấy rằng ông không thực sự hài lòng với những gì mà các học trò đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay. Phan Văn Đức. Cắt bóng là Tabinas. Dù thế nào đi nữa thì đây cũng chỉ là một trận đấu giao hữu. Và ngay sau trận đấu này thì danh sách rút gọn sẽ được công bố. Các cầu thủ cũng ít nhiều sẽ có những việc phân tâm về việc giữ chân để góp mặt trong danh sách đăng ký tham gia giải. Đó mới là điều quan trọng nhất. Trên băng ghế dự bị vẫn còn Hà Đức Trinh, Khuất Tấn Khang, Hồ Tuấn Tài, Tứ Ngọc Hải. Nhưng lúc này thì Văn Quyết, Hồng Duy, Thành Trung vẫn đang miệt mài thi đấu. Họ là những người xuất phát cho đội chính thức. Người thực hiện quả đá phạt này cho cao thủ của đội tuyển Việt Nam không phải là Văn Quyết nữa mà sẽ là một cú treo bóng của Hồng Duy. Quá khó. Với những cú treo bóng cầu Âu như vừa rồi thì hoàn toàn lợi thế thuộc về thủ thành Hansen với chiều cao lý tưởng cùng với đôi tay rất dài. Đội tuyển Việt Nam sẽ còn một tuần lễ nữa để có những sự điều chỉnh, sẽ có những sự lắp ghép trước khi bước vào trận đấu đầu tiên của chiến dịch AFF Cup. Tất nhiên trong đội hình chính thức của đội tuyển Việt Nam vẫn còn đó những cái tên như Văn Hậu, Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải. Đó cũng là những nhân tố hết sức quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong hành trình AFF Cup. Phan Văn Đức. Hải Huy. Đường truyền nhẹ của Hải Huy. Và xử lý của Bugas. Tôi trọng tài cho rằng bóng đã đi hết đường biên dọc, nhưng có cảm giác là bóng vẫn đang ở trong sân. Chúng ta nhìn lại kỹ hơn. Hồng Duy, những nỗ lực cuối cùng của hàng tấn công đội tuyển Việt Nam. Nhưng đội bóng áo đỏ đang không tìm thấy được sự kết dính và họ cũng đang hết sức bế tắc trong việc tìm đường đến với khung thành của thủ môn Hansen.
Những mảnh ghép trà tấn công của đội tuyển Việt Nam ở hiệp 2 chưa thực sự tìm thấy nhau, chưa tạo ra được sự gắn kết. Phạm Văn Đức và Tiến Linh không thể tạo nên được một bộ đôi tấn công thực sự ưng ý. Các tiền vệ tấn công như Văn Quyết thì cũng đã có dấu hiệu xuống sức. Hải Huy và Châu Ngọc Quang cũng đang vất vả tìm kiếm sự ăn ý với các đồng đội. Hải Huy đường truyền hay, Văn Quyết thả bóng rất vượt tầm Hồng Duy, không được. Nỗ lực của Hồng Duy, Văn Quyết trả bóng chân phải, pha bóng quyết đoán của Tabinas. Sau khi vào sân thì Tabinas thi đấu rất mạnh mẽ và quyết tâm từ phía hành lang cánh phải. Hải Huy thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Hướng mở bóng tốt của Hải Huy cho Văn Thành, Vũ Văn Thành. Thanh Bình, mình đã không thể vượt qua được sự khôn ngoan của Bias Oliver. Cầu thủ nhỏ con mà số 10 của Philippines đã đoán được ý đồ của Thanh Bình và anh đã có tình huống di chuyển che chắn hết sức hợp lý. Sau trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện ở Hà Nội và đến ngày 17 thì họ sẽ di chuyển sang Lào để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên. Thời gian bù giờ của hiệp 2 là 3 phút. Liệu đội tuyển Việt Nam có tìm được bàn thắng trong 3 phút bù giờ này hay không? Đó là điều mà họ đã đặt ra mục tiêu và cố gắng duy trì nó trong suốt 90 phút vừa qua nhưng không hiệu quả. Tiến Linh, Châu Ngọc Quang, hơi chậm và ngay lập tức 11 cầu thủ của Philippines đã lùi về phần sân nhà để phòng ngự. Hoàng Việt Anh, Hồng Duy, Phan Văn Đức. Hồng Duy cũng đã khá mệt và đã không còn giữ được những tình huống xử lý cá nhân thực sự tốt. Bukas rất nhịp nhàng, bắt hạ màn. Châu Ngọc Quang giành rất nhiệt. Phút bù giờ thứ hai rồi. Hòa trong một trận đấu với Philippines, trong một trận đấu giao hữu thử nghiệm thì cũng không phải là một điều gì đó quá tồi tệ. Nhưng điều quan trọng hơn ngày hôm nay đó là những thử nghiệm toan tính của thầy Park có vẻ như chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Điều đó thể hiện qua những tình huống tấn công và những cơ hội của đội tuyển Việt Nam không được thực hiện nhiều trong trận đấu ngày hôm nay. Phong độ của các cầu thủ trên hàng tấn công chưa được sự ấn tượng. Văn Quyết vẫn nguy hiểm và rất bất ngờ. Ở phút bù giờ thứ hai thì Văn Quyết đã có được bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Một pha bóng có phần may mắn nhưng nó cũng cho thấy được quyết tâm của cầu thủ mang áo số 20 bên phía đội tuyển Việt Nam. Và sau khi cố gắng thực hiện quả tạt dẫn đến bàn thắng vừa rồi thì Văn Quyết đã bị chuột rút. Ở V-League và những trận đấu trước đó rất hiếm khi Văn Quyết bị chuột rút. Nhưng đây là một trận đấu mà đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội đã thi đấu rất quyết tâm và nỗ lực. Anh là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của đội tuyển Việt Nam. Nỗ lực tạt bóng của Văn Quyết, bóng đá khẽ chạm chân của Tabinas và bóng đi thay đổi hướng, cầu vồng vượt qua tầm với của thủ thành Hansen. Một cú bay người trong bất lực của thủ môn bên phía Philippines, người đã chơi rất an toàn và chắc chắn trong những phút trước đó. Cũng phải nói thêm rằng đây là một pha phối hợp tốt của đội bóng áo đỏ với những tình huống dàn xếp tấn công tốt ở hành lang trong bên phía cánh trái theo hướng tấn công của tuyển Việt Nam. Một lần nữa Văn Quyết lại ghi điểm. Và với chiến thắng này, với bàn thắng này thì những áp lực về mặt tâm lý cũng sẽ được cởi bỏ phần nào với các cầu thủ đội tuyển Việt Nam.
cú vào bóng khá ác ý của cầu thủ Philippines, và cầu thủ Mao số 14 Gelso đã phải nhận thẻ vàng với pha tranh chấp có lỗi với Thanh Bình. Và đúng lúc này thì trọng tài Wigat Chumpaun đã thổi còi kết thúc trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines.